Trả lời phỏng vấn truyền hình Belarus ngày 2 tháng 4, đại sứ Nga tại Minsk Boris Krylov nói rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được đưa đến biên giới phía Tây của Belarus và sẽ tăng cường an ninh cho hai nước, theo AP. Ông tuyên bố việc này sẽ hoàn thành bất chấp sự ồn ào tại châu Âu và Mỹ. Belarus giáp ba nước NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan ở phía Tây Bắc và chính Tây Ukraine ở phía Nam và phần còn lại giáp Nga. Ông Krylov không nói rõ nơi vũ khí được triển khai nhưng cho biết một cơ sở lưu trữ sẽ được hoàn thiện theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin vào trước ngày 1 tháng 7. Nga cũng đã giúp hiện đại hóa các máy bay quân sự của Belarus để có thể mang theo vũ khí hạt nhân. Trước đó, trong hôm 26 tháng 3, Tổng thống Putin thông báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus theo đề nghị của nước này. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu trước Quốc hội ngày 31 tháng 3 rằng quyết định được đưa ra do mối đe dọa từ phương Tây. Ông còn cảnh báo rằng Belarus có thể cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược có uy lực mạnh hơn nếu thấy cần thiết. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có tầm tấn công gần hơn và sức công phá thấp hơn nhiều so với các đầu đạn hạt nhân chiến lược được gắn lên tên lửa đạn đạo liên lục địa, vốn có khả năng hủy diệt cả một thành phố. Ukraine, NATO và Liên minh châu Âu EU đã lên án kế hoạch của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi động thái này là điều đáng lo ngại, nhưng Lầu Năm Góc cho rằng không có dấu hiệu Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.